Hello. Hello. Cho tôi chơi chung được không ông? Được chứ. À, ok. Cái bạn kia tên gì đó nhỉ? Mình hả bạn? Đúng rồi. Mình tên Thảo. Bạn bao nhiêu tuổi? Để mình xưng hô dễ hơn nè. Mình bạn thấy bạn bao nhiêu? Mình 18, thằng Duy, thằng Johnny Duy thì nó em mình đó 2K6. Ôi 2K6 hả? Thật không vậy? Cái điều không? Mình 18 tuổi. Ủa 2K6 nhiều nhìn cái ảnh tưởng 2000 chứ. Nhìn vậy thôi, cái lúc bây giờ nó lớn á. Phát triển nhanh đúng không? Đúng rồi. Mình hả? Mình 2K3. Mình bằng tuổi nhau à. Ok. Bạn mới chơi game à? Mình mới tải, mình từ bên Free Fire qua này. Sao được đó? Thì đó là mình cũng mới Free Fire, mình mới bên Free Fire quá. Ủa? Kiểu trùng hợp. Vậy luôn hả? Học thế nhờ. Chưa. Chơi Free Fire kiểu bắn tụi nó bắn kêu á, kiểu nam vô đầu á. Nên là mình qua bắn game luôn đó chứ. Ok, mình vô nha. Ok bạn. Free Fire bạn canh gì rồi? Mình đó hả? Mình bạch kim thôi hả? Ủa, Free Fire làm gì có bạch kim? Có. Cậu điêu quá hả? Cậu điêu đúng không? Kiểu như là mình tưởng nó là bạch kim xong lên kim cương xong lên huyền thoại xong rồi tới cái thách đấu á, kiểu cái ranh mà được vàng á, mình gọi với nó là bạch kim không ạ? Vậy hả? Tại cái mình điêu nữa đây nha. Em biết đâu, thế cậu có... Ủa thế cậu chơi búp lâu chưa? Mình mới chuyện quá thôi hả? Ok. Kiểu hồi trước mình chơi búp chi á, cái xong mình chán mình chơi qua Free Fire á, cái xong giờ mình chán Free Fire mình qua búp chi á. Cái mới mình chán búp chi mình lại qua Free Fire á. Ok. Cậu hay chán nhờ. Kiểu tự nhiên chơi một hồi xấu nha, rồi mà bật bắn cái xong rồi mình được top, rồi mình nhảy dù xuống là mình chết không à. Tại này bắn ghê quá. Bắn ghê lắm hả? Đúng rồi, cam vô đầu đúng không ạ? Ủa sao cậu nhảy có cái gì hồng hồng đấy? Ủa bên đây cũng có bán trượt nữa hả? Đúng rồi, đây cũng có bán trượt đó, kiểu bán trượt thì nó hơi bị bự luôn. Mark the location. Cái đằng sau có người nữa à? Không có, bình lộn. Chắc tao đấm mày quá à. Mà bên Free Fire bạn lên gì nhỉ? Mình hả? Mình thách đấu rồi bạn ơi. Đấy á. Ghê vậy? Vừa thách đấu mà vậy, mình vậy. Chơi chắc cũng kiểu thách đấu luôn á. Bên đây cũng có thách đấu hả? Đây thách đấu là... Cái anh gì nhỉ? Cái anh gì á? Hả? Tao mới bên phía... Chí Tôn nè, đúng rồi. Chí Tôn. Chí Tôn là hết luôn hả? Xong rồi... Xong rồi bật thầy. Chí Tôn là giống như thách đấu vậy. Sạc này là Thảo mới tạo luôn đúng không? Hay sao? Tôi tạo lên cũng mấy ngày rồi. Mấy tập chơi. Mày nó khó. Sao đặt tên Thảo mà đặt cái gì tiếng Nhật? Cái gì? U hả? Xong đọc u kỳ vậy? Yếu gì á? Yếu mà. Bên dưới tôi gọi là UWU. UWU hả? Còn chỗ này, còn chỗ Sài Gòn này nó kêu là u yếu gì đó. Yếu. Còn chỗ tôi là chỗ gọi là UWU. UWU. Cho ba đèn thôi. Dạ tôi có nè. Tôi có rồi. Má dầu gì vậy? Thấy chưa? Trời ơi. Sao nhân không mời Duy? Vậy thôi. Hiểu luôn. Hiểu cái gì cũng phải. Lady Bird chưa có biết không? Anh em cơ. Gọi nhau hai chữ anh em nó nặng. Đứng chỗ này cam lại vô cái gì luôn chứ, vô cái UWU luôn chứ. Tiếng Nhật có nghĩa là gì vậy? Tiếng Nhật là gì á? Hả? Nghĩa là Thảo UU đúng không?
Không, cậu lên sao chép hay lên Google dịch đi. Ủa, thiệt luôn hả? Có nghĩa thiệt luôn hả? Mà có nghĩa vậy? Thì cứ lên rồi sao chép hay lên Google dịch đi rồi biết mà. Đặt lâu rồi không nhớ nữa. Dịch ra hay thấy chữ thề. Không, không chữ thề đâu. Sao mà chữ thề được? Attack the mark. À, chạy rồi. Trời. Bạn yêu ơi, yêu ơi, yêu ơi. Ông hẳn đây nè. Đâu? Enemies ahead. Trời ơi, đứng. Sao không có gọi tôi là ú hết chứ, tôi tin Thảo mà. Nhưng mà kiểu cái đuôi có tên mà nghe ấn tượng tôi quá. Kiểu quá. Nghe là muốn ú phải không? Tôi còn nghe muốn ú thiệt thôi chứ. Thật đấy, thành công như luôn. Dễ thương cho nên đặt á. Ủa đúng rồi, tôi cũng thấy gì. Hả? Chơi tôi chơi trận nữa được không? Không 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 ai cho chơi. Thì bắt chơi. Chơi mấy trận cũng được mà. Ừ, chơi mấy trận được mà. Thiệt không? Thiệt, ú muốn là được à, ú muốn là được. Thôi gọi Thảo đi, ú ú kỳ quá à. Thôi kiểu gọi ú nghe nó dễ thương nha. Dễ thương không? Nghe nó ú. Có người á? Hay quá vậy. Ghê vậy. Bay. Đúng kiểu. Đúng kiểu bên Free Fire qua đúng không? Kiểu bên Free Fire qua nha. Ú kiểu quá. Đâu, tôi Thảo thôi mà. Trời ơi, nó bắn nó hoài vậy. Gì bắn hay quá vậy. Bắn hay quá vậy. Ha 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 ha